Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile này, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại anh em nhé. Hôm nay bên em lại lên clip giới thiệu Sony, giới thiệu anh em nhé. Clip này là chuyên về Sony, còn những cái dòng khác anh em có thể xem những video trước anh em nhé. Ok, hôm nay thì bên em mới về thêm cái dòng XZ Premium này, XZ Premium. Cái dòng đấy rất lâu rồi mới về được anh em nhé. Ngoài ra thì vẫn có X5 này. 5 Max 4, 1 Max 4, 1 Max 3, 1 Max 2, X1, 10 Max 4, có cả XZ2 và XZ2 Compact nhé. Đấy, thì anh em quan tâm những dòng máy này có thể đón xem chi tiết anh em trong video anh em nhé. Cường em thì địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa bên em có gửi hàng ship quốc toàn quốc nhé. Có cọc trước, có kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 cho anh em nhé. Bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1. Đấy, anh em dùng cực kỳ yên tâm nhé. Rồi, không làm mất thời gian của anh em thì hôm nay em vào giới thiệu luôn nhé. Và đầu video thì em giới thiệu luôn cái con máy thanh lý trước này. Con thanh lý này là con Sony XPA 5 Mark 2. 5 Mark 2 anh em nhé. Con này cấu hình thì khá là cao. RAM 8, bộ nhớ 128, chạy con chip 865 nhé. Màn hình là 6,1 inch. Có 120Hz và pin là 4000. Con này thì hình thức cạnh viền hơi xấu nhé, hơi lấm tấm. Đây, màn sọc. Giá thì chỉ có 1.350.000 thôi anh em nhé. Con này em để cho anh em giá chỉ 1.350.000 thôi. Thời điểm gần đây thì rất nhiều anh em hỏi em cái con 5 Max 2 này, nhưng mà máy thì rất nhiều, nhưng mà bên em không bán nữa rồi anh em nhé, nghỉ bán lâu rồi. Vì cái dòng này đây rất hay bị sọc màn hình anh em nhé, rất hay bị sọc màn hình, cho nên bên em đã không bán cái dòng này nữa. 5 Max 2 và 5 Max 3 nha anh em nhé. Cho nên anh em đừng hỏi em cái dòng 5 Max 2, 5 Max 3 làm gì nhé. Máy này là của khách, người ta nên đời thì em bán, gọi là bán hộ thôi. Chứ bên em là không bán cái dòng này rất lâu rồi nha anh em nhé. Con này thì dùng rất là ngon, cấu hình cao, pin ổn. Mỗi cái là hay bị sọc màn. Thế mới lạ anh em. Giá 1.350.000 cái này cho anh em nhé. Anh em dùng chống cháy hoặc là mua về cái game, mua về cắm game ấy, cứ vứt một chỗ thì dùng ok. Cấu hình rất là cao rồi. Giá thì có hơn 1.000.000. Dùng cực kỳ ngon, mỗi tội hay sọc màn. 1.350.000 anh em nhé. Ok, rồi tiếp theo em giới thiệu cái dòng mới về đi. XZ2 Premium này. Đấy, con này màu này thì cực kỳ là độc lạ luôn. Chỉ có bộ Sony nó có màu này, như một cái gương luôn anh em. Soi gương được luôn. Con này thì cấu hình RAM 4GB, bộ nhớ là 64 anh em nhé. Con này chạy chip 835. Màn hình là 5,5 inch 4K anh em nhé. Màn con này độ phân giải lên đến là 4K đấy. Màn tuy là màn LCD nhưng mà rất đẹp. Đấy. Pin là 3200, thời lượng pin con này thì tương đối là ổn định nhé. Đấy. Đấy. Mặt trước nó cũng tráng gương luôn, cực kỳ đẹp anh em nhé. Giá thì là 1.800.000 đến 2.000.000 anh em nhé, 1.800.000, 2.000.000 tùy hình thức. Tùy hình thức anh em nhé, tùy hình thức và tùy màn con này nó hơi phản quang tí thì giá 1.800.000 này. Cái này giá 1.800.000 nhé. Đấy. Ngoài ra có cả màu đỏ và màu đen nữa anh em nhé, màu đỏ màu đen nữa, giá cũng là 1.800.000 đến 2.000.000 nhé. Màu nào cũng có máy 1.800.000 đến máy 2.000.000. Ok chưa anh em? Để anh em cần máy gì, màu gì, hình thức như nào cứ nhắn cho em nhé, đủ 3 màu cho anh em lựa chọn luôn. 1.800.000 đến 2.000.000 nhé. Ok rồi, tiếp theo thì em giới thiệu mấy con luôn, mấy con giá rẻ này đi. Con này là con Sony XZ2 này, hôm trước bán rồi, hôm nay là khách lại bán lại thì em lại đang bán tiếp cho anh em. Con này là máy 2 SIM XZ2, máy 2 SIM anh em nhé. Dòng này rất ít, hiếm khi có máy 2 SIM. Cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845 anh em nhé. Con này chip 845. Hình thức thì nói chung là cũng còn tầm khoảng 97%. Đấy. Ok chưa anh em? Con này thì máy không còn áp nhé, máy không còn áp đâu. Và màn hơi phản quang nhẹ này. Nhìn thẳng thì không thấy đâu anh em nhé, anh em nhìn nghiêng này mới thấy này. Đấy. Màn hơi phản quang nhẹ, con này em để cho anh em giá 1.600.000 nhé, 1.600.000 2 SIM. Tiếp theo là XZ2 Compact này, dòng máy nhỏ gọn, anh em cần máy nhỏ gọn nghe gọi Facebook, Zalo thì lựa chọn con này nhé, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Cấu hình thì như XZ2, vẫn là RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845, màn 5 inch này, pin 2008. Giá 1.750.000 nhé, hôm nay em giảm giá cho anh em 100, còn 1.650.000. 1.650.000 anh em nhé, còn mấy cây em bán nốt 1.650.000. Còn máy đẹp hơn thì anh em thêm khoảng độ 200 anh em nhé. Đấy. Cây này là giá 1.650.000 này. Có màu
đen màu trắng và màu cam nhé, ba màu cam này anh em nhé. Đấy, ok này. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu anh em dòng X5 nhé. X5, nói chung là X5 thì giới thiệu rất nhiều rồi, dòng này thì vẫn rất là hot. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64, con này chạy chip Snap 855 nhé, màn hình là 6.1 inch, pin 3001. Giá thì từ 2.7 đến 2.8 anh em nhé, 2.7, 2.8. Máy keng thì là 2.9 anh em nhé. Màu đỏ này thì đa số là máy 2.7, 2.8 thôi. Đấy, em có màu đỏ này. Màu xanh tím than này còn đúng một cây, xanh tím than còn đúng một cây, đẹp keng 2.9 nha anh em nhé. Và màu đen này giá 2.8 này. Màu đen có đúng một cây thôi. Màu đen này rất ít khi có anh em nhé. Cái màu đen này giá 2.8 anh em nhé. Ok, để anh em cần màu gì, kích thước như nào cứ nhắn cho em nhé. Con này thì màn nó tỷ lệ 219, dài và hẹp với chiều ngang anh em nhé. Anh em mua về trải nghiệm khá là ok. Đấy. Phụ kiện con này có đầy đủ sạc cáp cường lực ốp lưng nhé, sạc cáp cường lực ốp lưng. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cái dòng X1 nhé. X1 này thì cấu hình như X5, có điều là màn nó to hơn. Con này thì màn là 6.5 inch và màn 4K anh em nhé. Màn con này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, màn OLED 4K. Ok chưa anh em? Đấy, chụp ảnh thì nó là giao diện chụp ảnh như là những con máy ảnh chuyên nghiệp luôn anh em. Anh em nào mà tìm hiểu sâu về cái nhu chụp ảnh và quay phim của dòng này thì chụp cực kỳ đỉnh luôn anh em nhé. Đấy. Màn 4K này anh em nhìn này, sắc nét, màu sắc cực kỳ đẹp. Giá là 2.8-3 triệu anh em nhé, 2.8-3 triệu, tất cả đều là màu xanh này, xanh tím, 2.8-3 triệu anh em nhé. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu con 10 Mark 4 này. Con này cũng là dòng giá rẻ pin châu, hai sim của Sony này, hai sim, một sim vật lý, một eSIM. Con này RAM 6GB, bộ nhớ trong 128, chạy con chip 695 5G, có hỗ trợ 5G nhé, và màn là 6 inch, pin 5000, dùng cực kỳ trâu anh em nhé. Anh em cần máy pin trâu, cấu hình vừa phải, sử dụng những tác vụ cơ bản thì lựa chọn những con này nhé. Giá là 4.200.000, hình thức con này 98% thôi anh em nhé. Máy đẹp thì đã hết rồi, còn đúng một con này 4.200.000 anh em nhé. 4.300.000 hôm nay em giảm, còn một giảm 100, còn 4.200.000 cho anh em. Đấy, màn cực kỳ đẹp, không ám ố gì nhé. Ok chưa anh em? Rồi riêng Sony tất cả em bao cho anh em còn áp suất kháng nước đầy đủ nhé. Nghĩa là con nào không có áp thì em báo luôn là không có áp. Còn những con nào không báo thì tất cả đều có áp nhé. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu con này này, Sony 1 Mark 2, XPA 1 Mark 2. 1 Mark 2 này cấu hình thì RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128, chạy con chip 865 nhé. Màn hình là 4K, 6.5 inch, pin là 4000, hình thức đẹp 9899 nhé anh em nhé. Giá 5.6-5.7, 5.6-5.7 anh em nhé. Đấy, đẹp nữa thì là 5.8, rất nhiều hình thức cho anh em lựa chọn nhé. Anh em quan tâm cứ kết nối em nhé. Ok, con này thì em có cả bản 2 sim nhé. Bản 2 sim thì giá là 6 triệu, 6.1 triệu. Đấy, ok. Tiếp theo này em giới thiệu này, 5 Mark 4 này, siêu phẩm luôn anh em nhé. Siêu phẩm đẳng cấp, đến thời điểm hiện tại vẫn rất là đẹp. Thiết kế đây anh em nhìn này, máy thì hình thức keng như mới. Con này chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi nha anh em nhé, thành máy mới luôn. Cạnh viền nó bo cong rất là mềm nhé, giống y cái dòng 15 mới ra bây giờ. Đấy, ok chưa anh em? Cấu hình cũng rất là cao, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128. Con này thì chạy con chip 8 Gen 1 nhé, chip Snap 8 Gen 1, và màn 6.1 inch, có 120Hz, pin 5000. Dòng này pin cũng rất là tốt luôn anh em nhé. Màn nhỏ gọn mà pin 5000, dùng cực kỳ ngon. Dòng này thì nói chung là anh em dùng không bao giờ phải no đơ lác giật. Quá là mạnh rồi anh em, quá là mạnh luôn. Máy thì cực kỳ nhỏ gọn, giá 9.800.000 anh em nhé. Sony 5 Mark 4 giá 9.800.000. Ok. Tiếp theo thì em về thêm được cái dòng 1 Mark 3 này. 1 Mark 3 hàng 2 sim. Nay có về thêm được cả màu đen nhé. Có màu đen và màu đen ánh tím. Đây, đây là màu đen này. Con này thì cấu hình rất là cao rồi. RAM 12, bộ nhớ trong là 256. Chạy con chip Snap 888 này.
màn thì là vẫn là 4K 6.5, mà từ dòng 1 Mach 3 này trở nên đã có 120Hz rồi anh em nhé. Màn 4K nhưng mà có cả 120Hz. Đấy. Và pin là 4500, pin 4500. Máy bao cho anh em còn màn đẹp không ám ố gì, zin nguyên bản còn áp suất nhé. Giá vẫn thế 8.400.000 anh em nhé. 8.400.000. Hình thức đẹp 99 anh em nhé. Ok chưa anh em? Rồi. Đây màu đen ánh tím này. Đen ánh tím này anh em nhé. Đen ánh tím này cũng rất là đẹp luôn. 8.400.000 anh em nhé. 2 SIM. Rồi, cuối cùng là đến dòng 1 Mach 4. À, siêu phẩm 1 Mach 4 anh em nhé. Con này cũng là 2 SIM, 2 SIM vật lý. À, 1 SIM vật lý, 1 eSIM nhé. 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Con này thì cấu hình cũng là RAM 12 bộ nhớ 256. Chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1. Màn vẫn là 4K 6.5, có 120Hz đầy đủ những cái gọi là trang bị gọi cao cấp nhất đều có như trên con điện thoại này anh em nhé. Màn hình 1 tỷ màu cực kỳ đẹp luôn anh em. Ok đấy. Hình thức đẹp 99 lên keng anh em nhé. Giá thì từ 12.300.000 đến 12.800.000 anh em nhé, tùy hình thức. Có hai màu trắng, trắng này trắng ngả xanh, và màu đen, đen này là đen ánh tím. Đấy. 12.300.000 đến 12.800.000 anh em nhé. Anh em quan tâm màu gì, hình thức như nào cứ nhắn cho em nhé. Ok, rồi cuối cùng thì anh em cho em xin nút like nhé, nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong clip sau. Chào tất cả anh em nhé.